mình vô quyết định này, bữa nay mình ăn hủ tiếu thịt bằm nha. Hủ tiếu xe đét nha. Hủ tiếu thịt bằm ngon à. Cho chén chấm mà tao. Hủ tiếu thịt bằm xe đét nha. Chán thôi mà quất hai chén dữ. Hắt xì dầu nha các bạn. Đây. Hủ tiếu thịt bằm xe đét nha. Dĩa ớt nha các bạn. Ớt hành tắc nha các bạn. Mình cho một miếng hắc xì dầu vô nha. Chỉ có dùng xe đét thì mới có cái vụ hắc xì dầu này thôi nha các bạn. Hắc xì dầu nha, truyền thống nha. Đây. Ớt. Hủ tiếu hắc xì dầu đúng gu. Cái này mà nếu mà hủ tiếu Nam Giang á, thì người ta ớt này người ta ngâm với tỏi rồi nha, ăn ngâm giấm ngâm tỏi rồi nha các bạn. Còn ở này là hủ tiếu thịt bằm nha, hủ tiếu thịt bằm nha các bạn, hủ tiếu thịt bằm. Hủ tiếu thịt bằm. À chú hai. Trời ơi, thôi thịt dữ ăn. Trời luôn. Thấy nhiều thịt dữ ăn. Cho hủ cộng hủ tiếu nha các bạn. Đó. Hủ tiếu thịt bằm xe đét nha. Ai có thích thì về ghé xe đét ăn. Nước súp bảo đảm ngon nha. Để mình nêm miếng nước súp coi, nó ngon không? Húp miếng nước súp coi, ngon không? Ngọt nha các bạn. Nhất là cái cọng hủ tiếu này nè, nó thấm đều rồi nè. Đó, nó phải mềm như vậy nè. Nó đừng dài. Cái đường nó dài quá, nó dài lắm là nó không có thấm vô cái nước súp nha các bạn. Làm miếng rồi ngon nha. Đó, mình chấm miếng thịt vô vô nước tương, vô nước tương nha các bạn. Chấm miếng thịt vô nước tương ngon à. Hủ tiếu xe đét nha. Đó, mời các bạn quên nữa, ăn nãy giờ quên mời. Mời các bạn nha, thưởng thức cái món hủ tiếu xe đét nha. Bán ngay chỗ điện lực thành phố xe đét á. Hôm nay mình ăn hủ tiếu thịt bằm. À, ăn nãy giờ mới mời, xin lỗi. Đó. Hủ tiếu xe đét. Chấm vô hắc xì dầu rồi xong rồi thôi, xin kết thúc nha các bạn.